em là đội trưởng của đội số 2. Của đội tụi em thì hộ báo trường mẫu giáo. Sao những cái sao này nè, con hổ là ý nghĩa tượng trưng cho là sự nhanh nhẹn, hộ báo là chạy nhanh nhẹn mạnh mẽ. Sao này thì có nghĩa là sao nhanh thế, sao sexy thế, sao gì nữa ta, cái màu tím nó quan trọng nhất ở đây rồi. Cause we were